Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã đề nghị Mỹ trả lại 3,5 tỷ đô la thuộc về Ngân hàng Trung ương nước này sau khi một thẩm phán liên bang ở New York ra phán quyết khẳng định gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 không thể sở hữu số tiền này. Mỹ và phương Tây đã đóng băng khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan gửi ở nước ngoài kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 năm 2021. Đầu năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép sử dụng số tiền này để phục vụ nhu cầu cứu trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan và đền bù cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thẩm phán Josh Daniels của quận Nam, thành phố New York ngày 21 tháng 2 đã đưa ra một tài liệu dài 30 trang lý giải vì sao các tòa án liên bang không có thẩm quyền thu giữ khoản tiền của Ngân hàng Trung ương Afghanistan do khoản tiền này không nằm trong phạm vi tài sản đền bù liên quan đến vụ khủng bố 11 tháng 9. Bên cạnh đó, thẩm phán này cho biết, theo hiến pháp Mỹ, Mỹ không thể trao tài sản cho các gia đình nạn nhân vì điều này đồng nghĩa với việc công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Chính quyền Taliban đã hoan nghênh phán quyết trên. Người phát ngôn của chính quyền Taliban Bila Karimi nhấn mạnh, những tài sản này thuộc về Afghanistan, không có lý do gì để phong tỏa hoặc không trả lại chúng cho Afghanistan. Chúng phải được trả lại mà không có bất kỳ điều khoản gì và điều kiện nào. Hiện chính quyền Taliban ở Afghanistan vẫn chưa được quốc tế công nhận. Quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất. Theo số liệu từ các tổ chức viện trợ quốc tế, một nửa dân số của đất nước 38 triệu dân này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, trong đó khoảng 4 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng.